Ở đây là cái đường dẫn cầu Châu Đốc nha anh em. Đường dẫn cầu Châu Đốc đang lát nhựa. Họ đang chảy nhựa ở đây nè, họ đang chảy nhựa, họ lát nhựa. Ở đây là có 3-4 chiếc xe lu nó đang hoạt động nha. Nó đang cán nhựa. Ở hai cái bên cái vành đai đường á, hai bên vành đai cái đường dẫn á thì nó chưa có tráng, nhưng mà cái đoạn đường giữa nó đã tráng xong rồi, đoạn đường giữa này nghe nè. Chỗ mà hai ba chiếc xe lu này đang cán nè là nó đã cán xong. Nó cán xong từ cái mí đường bên kia qua tới bên đây rồi đó, nó đã giáp rồi. Chỉ còn hai bên cái vành đai là chưa có tráng thôi. Hôm nay bên đây là bên bờ Châu Phong, ở bên bờ Châu Phong, xã Châu Phong của thị xã Tân Châu. Bên kia là bên bờ Châu Đốc. Từ trên cao nhìn xuống cái cầu thấy nhỏ xíu à. Nó đường dẫn nó cũng khá là lớn. Hôm nay thì cái tiến độ thi công của người ta rất là nhanh. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 âm lịch. 21 tháng 12 âm lịch là cái tiến độ thi công của cái đường dẫn này là coi như là đã gần là hoàn thành rồi nè. Đã gần cái hoàn thành cái tiến độ thi công của cái đường dẫn của cái cầu Châu Đốc. Mình cũng nhận thấy là cái cầu Châu Đốc này nó cũng đã làm gần hoàn thành luôn à. Rồi mình xin kết thúc đoạn video ở tại đây nghe anh em. Rồi hẹn gặp lại anh em đoạn video tiếp theo.